Quang Trọng Thủy Quyền chào tất cả quý khán thính giả. Đây là phần tường trình đặc biệt của ngày thứ tư, hôm nay là giữa tháng 5, 15 tháng 5 năm 2019, và Alabama Thượng viện đã vừa thông qua luật cấm phá thai được xem là nghiêm khắc nhất trên toàn nước Mỹ, hầu như không cho phép bác sĩ thực hiện bất cứ cái hành vi phá thai nào đối với phụ nữ, và người bác sĩ có thể gặp án hình lên tới 99 năm tù nếu bị bắt thực hiện việc phá thai cho bất cứ ai. Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua 25-6 trong bất cứ trường hợp nào nếu bác sĩ đã tìm thấy bào thai đã được tạo nên trong cơ thể người phụ nữ, ngoại trừ cái bào thai đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, hoặc là bào thai đó bị khuyết tật và phải trường hợp tùy theo thì mới được phá thai mà thôi. Chắc chắn luật này sẽ gặp phải sự chống đối của các nhà bảo vệ cho nữ quyền. Trong khi đó, liên quan đến vấn đề Iran thì ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố Hoa Kỳ không hề tìm kiếm chiến tranh với Iran. Thế nhưng nếu như trong trường hợp Iran khiêu khích và tìm cách tấn công vào các quyền lợi của nước Mỹ thì buộc Hoa Kỳ phải thực hiện việc tấn công. Tuyên bố này đưa ra mang tính ngoại giao nhiều hơn, bởi vì trước đó đã có nguồn báo cáo từ tờ New York Times cho thấy rằng là Hoa Kỳ có khả năng điều động tới 120.000 binh sĩ đến vùng Vịnh Ba Tư và vùng Trung Đông, một điều mà Tổng thống Trump đã bác bỏ khi được các ký giả đặt câu hỏi vào chiều ngày hôm qua. Ông nói rằng nếu có thì cái số binh sĩ sẽ nhiều hơn nhiều. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, ông không nhất thiết thấy có điều cần thiết để có thể điều động số lượng binh sĩ lớn như thế. Quay sang các bản tin khác trong ngày, thưa quý vị, và trở lại với chuyện của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump ngày hôm nay tuyên bố chuyện của thảo luận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không có đổ vỡ. Ông nói là có một chút xíu nghĩa là tranh cãi với Trung Quốc thì cũng chẳng có gì cả, mà cái chuyện này đã có từ nhiều thập niên trước, mà lẽ ra đã được phải giải quyết từ một thời gian lâu từ trước rồi, thôi đến bây giờ thì chúng ta phải giải quyết. Ông cáo buộc Trung Quốc dựa vào cái túi, ông nói là cái ngân hàng, mà cái ngân hàng này là cái piggy bank, ngân hàng mà chứa heo đó, cho nên cứ lấy tiền từ ngân hàng này ra. Và chúng ta đã thiệt hại cái nhiều quá và không để cái điều đó tiếp tục xảy ra nữa. Tuy nhiên cái quan hệ giữa tôi và với ông Tập Cận Bình rất là tốt đẹp. Chúng ta đang ở một cái vị trí rất là tốt đẹp, và chắc chắn là cái kết quả thỏa hiệp sẽ có. Và đây là cái điều mà chưa bao giờ xảy đến cho Trung Quốc cả, cho nên phía Hoa Kỳ thì lại có một cái vị trí rất là mạnh mẽ. Và kể từ khi xảy ra cái cuộc bầu cử bầu tôi lên làm tổng thống thì cái những cái thâm hụt hậu dịch đã được giảm xuống. Well, you never can say that, but we're doing very well. We're doing, I think we probably have the greatest economy that we've. Ông lại một lần nữa khen ngợi chúng ta có một cái nền kinh tế tốt đẹp nhất vào thời điểm này. Record levels in almost every category. Và tất cả những cái công ăn việc làm đều rất là tốt đẹp. You take a look. Trong lịch sử. Hispanic American, the best in history. Ngay cả những người của châu Mỹ Latin, người Mỹ đen. They are the lowest in history. Họ hiện nay đang có cái tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong lịch sử. 61 years. Ngay cả người phụ nữ nữa, trong 61 năm lịch sử chưa bao giờ mà công ăn việc làm nhiều như thế. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều người làm việc nhất chưa bao giờ có. Gần 160 triệu người đi làm. Và thưa quý vị, đó là những tuyên bố, và đó là lý do mà khi Tổng thống Trump như vậy đã khiến cho thị trường đã có các con số tốt đẹp hơn, bởi vì theo ông tình hình và các con số kinh tế là chứng minh cụ thể, và vì những cái con số tốt đẹp đó, cái vị thế của Hoa Kỳ rất là mạnh để đương đầu với Trung Quốc. Quay sang tình hình quân sự ở tại Iran thì ngày hôm nay Tổng thống Trump tuyên bố đó, ông bác bỏ báo cáo và buổi
Trưa chúng tôi đã gửi đến quý vị tin tức cho thấy là trên tờ New York Times nói rằng ông quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tuyên bố là đang chuẩn bị một cái kế hoạch có thể điều động 120.000 binh sĩ sang Iraq, tức là bên phía Iraq, Afghanistan và cái vùng ở Vịnh Ba Tư đó, để đối đầu nếu như xảy ra cuộc chiến tranh. Chiều ngày hôm nay trong lần tuyên bố, khi phóng viên ký giả hỏi ông có quan điểm gì về bài tường trình của New York Times, thì Tổng thống Trump lại chỉ trích nói rằng không hề có cái chuyện mà ông nghĩ tới cái viện điều động 120.000 quân đến vùng Trung Đông cả. Ông nói, tôi nghĩ đó là tin vịt, fake news. Và bây giờ tôi sẽ, có khi nào tôi làm hay không? Cũng có thể có, ông nói. Thế nhưng, ngay bây giờ thì tôi không có kế hoạch để điều động cái số binh sĩ như thế. Và hy vọng rằng, Tổng thống Trump nói, chúng ta cũng không cần phải làm điều đó. Bởi vì nếu có, ông nói, nếu chúng ta làm đó, thì cái số lượng mà binh sĩ được gửi đến đó còn nhiều hơn con số đó nữa, thưa quý vị. Thì thứ nhất, bên tờ New York Times thì tường trình dựa trên các kế hoạch mà các giới chức ở ngũ giác này cũng đã tiết lộ với New York Times. Cái cuộc họp đó đã diễn ra vào thứ năm tuần trước và hôm nay đã bị tiết lộ ra, nhưng mà khi mà hỏi đến Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump bác nói rằng không có điều đó. Ngoài ra, những cái tin tức mâu thuẫn về tình hình ở Iran cũng đưa ra ngày hôm nay, thưa quý vị. Một mặt đó, cái vị tư lệnh của Anh Quốc thì nói rằng không hề có bất cứ một cái mối đe dọa an ninh nào ở cái khu vực vùng vịnh Ba Tư với Iran cả. Thế nhưng một vị tư lệnh của Hoa Kỳ trong tư lệnh điều hành trung ương của Hoa Kỳ lại khẳng định là điều đó có. Bên phía Anh Quốc đó, thì báo chí của Anh đã ghi nhận, bởi vì cái nhân vật là ông trung tướng của Anh là ông Chris Gica đã khẳng định là ở tại Iraq không hề có cái lực lượng do Iran yểm trợ có mặt để có thể gây xáo động cho cái tình hình an ninh tại đây. Nhưng mà ngược lại thì cái vị tướng của phía Hoa Kỳ lại nói rằng có. Ông nói rằng có mối đe dọa an ninh rõ ràng cho lực lượng Hoa Kỳ ở tại Iraq. Và hiện nay ở tại Iraq, Hoa Kỳ có khoảng 5.000 binh sĩ đang đồn trú, và ở tại Syria có 2.000 binh sĩ. Theo lời viên tướng này, cả lực lượng 7.000 binh sĩ này đang đương đầu với mối đe dọa. Và đó có thể là lý do tại sao Hoa Kỳ đã điều động lực lượng đến đây để bảo vệ thứ nhất 7.000 binh sĩ này, và thứ hai sẵn sàng ứng chiến nếu Iran thực sự tấn công, thưa quý vị. Chiều hôm nay thì ông Tổng thống của Iran Hassan Rouhani có một vị cố vấn, thì chính ông cố vấn này đã lên tiếng chỉ trích, và ông đã chỉ đích danh ông John Bolton. Ông John Bolton hiện nay làm cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Trump. Thế nhưng ông cố vấn cho ông Tổng thống Iran không gọi ông là ông John Bolton, không gọi ông là ông cố vấn an ninh, mà gọi ông ấy là gã dâu. Gã dâu mép, quý vị. Gọi cái gã dâu mép bởi vì quý vị nhìn thấy ông John Bolton, quý vị sẽ thấy cái, ngoài cái tóc bạc ra, cái dâu ông cũng khá nhiều, và thường có cái dâu mang cặp mắt kính rất là diều hầu đó. Cho nên ông mà cố vấn cho ông Rouhani gọi cái gã dâu mép đó là kẻ đã kích động và đã tạo nên một cái cuộc chiến tranh nhắm vào Iran hiện nay. Nên họ phải xuất hiện trước tòa di trú để bảo đảm là họ không quyết định ở lại đây luôn, và họ nằm trong danh sách. Và cuối cùng những cái đơn của họ trong lúc họ được sở di trú duyệt xét, được ông tòa duyệt xét đó, thì đơn của họ cuối cùng đã bị bác bỏ và họ đã nhận được lệnh phải rời khỏi nước Mỹ. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay với Hoàng Trọng Thủy. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả.